Trong video ngày hôm nay, cô Linh sẽ hướng dẫn các con lập trình trò chơi nuôi cá. Trò chơi nuôi cá của chúng ta yêu cầu kịch bản như sau. Ban đầu, chú cá sẽ đi tới vị trí x bằng 0, y bằng 0 với mức năng lượng 10. Mỗi giây trôi qua, chú cá sẽ mất đi một đơn vị năng lượng và 60 giây thì chúng ta đổi thành 1 phút. Chú cá luôn di chuyển theo hướng con trỏ chuột với tốc độ 4 bước. Cứ trong 3 giây thì máy cho cá ăn sẽ thả lần lượt 5 viên thức ăn rơi ngẫu nhiên từ trên xuống. Với tốc độ 2 bước, mỗi viên rơi cách nhau 0,1 giây. Nếu chú cá ăn được viên thức ăn thì giúp chú tăng lên một đơn vị năng lượng và viên thức ăn biến mất. Nếu viên thức ăn rơi chạm cạnh đáy phía dưới, biến mất. Nếu chú cá đạt được 100 đơn vị năng lượng thì thông báo bạn nuôi cá thật giỏi. Nếu chú cá còn không đơn vị năng lượng thì thông báo bạn cần cố gắng lần sau nhé và dừng chương trình. Để làm trò chơi nuôi cá thì đầu tiên các con sẽ chọn cho cô nhân vật là một chú cá vàng. Sau đó thì các con đổi phông nền cho cô trở thành phông nền đáy đại dương. Tiếp theo chúng ta sẽ đi giải quyết từng yêu cầu của kịch bản. Kịch bản đầu tiên là ban đầu chú cá sẽ đi tới vị trí x bằng 0, y bằng 0 với mức năng lượng 10. Do đó chúng ta sẽ chọn sự kiện khi bấm vào lá cờ. Thì cho chú cá di chuyển tới vị trí x bằng 0, y bằng 0. Với mức năng lượng 10 thì chúng ta sẽ tạo thêm một biến số đặt tên là biến năng lượng. Và chúng ta sẽ đặt giá trị ban đầu của biến năng lượng này thành 10. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được yêu cầu đầu tiên của kịch bản. Tiếp theo, mỗi giây trôi qua chú cá sẽ mất đi một đơn vị năng lượng. Phần này chúng ta sẽ để ở phần sau chúng ta làm. Tiếp theo, chú cá luôn di chuyển theo hướng con trỏ chuột với tốc độ 4 bước. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Luôn di chuyển thì chúng ta sẽ sử dụng điều khiển liên tục. Theo hướng con trỏ chuột thì chúng ta sẽ vào phần chuyển động và chọn về hướng về phía đối tượng con trỏ chuột. Tốc độ 4 bước thì chúng ta sẽ cho di chuyển 4 bước. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được yêu cầu của kịch bản là chú cá luôn di chuyển theo hướng con trỏ chuột với tốc độ 4 bước. Bây giờ chúng ta quay lại yêu cầu 2. Mỗi giây trôi qua, chú cá sẽ mất đi một đơn vị năng lượng và 60 giây thì đổi thành 1 phút. Như vậy, ở trong đề bài của chúng ta sẽ có biến năng lượng, biến phút và biến giây. Thời gian thì chúng ta sẽ đổi thành phút và giây. Do đó chúng ta sẽ phải thêm các biến như sau. Chúng ta sẽ thêm một biến là tổng giây. Biến thứ hai là biến giây. Và biến thứ ba là biến phút. Tiếp theo, chúng ta vào phần sự kiện, tiếp tục chọn. Khi bấm vào lá cờ, chúng ta chọn điều khiển liên tục này. Cứ mỗi giây trôi qua thì có nghĩa là chúng ta phải đợi một giây đúng không? Chú cá sẽ mất đi một đơn vị năng lượng thì có nghĩa là cứ sau khi đợi một giây thì biến năng lượng của chúng ta sẽ giảm đi 1. Do đó chúng ta thay đổi năng lượng một lượng là âm 1. Tiếp theo là đến bài toán đổi thời gian thành phút và giây. Thời gian của chúng ta thì sẽ được tính như sau. Cứ khi đợi một giây thì tổng giây của chúng ta sẽ được tăng lên 1. Do đó chúng ta sẽ phải thay đổi biến tổng giây một lượng là 1. Và biến phút của chúng ta thì được tính như nào? Biến phút của chúng ta thì sẽ bằng tổng số giây mà chia cho 60, đúng không? Ví dụ như là 120 giây chia 60 thì chúng ta được 2 phút. Tuy nhiên giả sử như là 65 giây mà chia cho 60 thì chúng ta được 1 phút 5 giây. Như vậy, phần biến phút của chúng ta sẽ bằng làm tròn xuống của phép chia tổng giây mà chia cho 60. Đúng không nào? Chúng ta sẽ đặt lại. Đặt phút thành làm tròn xuống của tổng giây chia cho 60. Số giây của chúng ta sẽ là số dư của tổng giây chia cho 60. Do đó chúng ta sẽ đặt như sau.
Chúng ta đặt dây thành tổng dây chia lấy dư 60. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong được yêu cầu thứ hai của kịch bản. Đó là mỗi giây trôi qua chú cá sẽ mất đi một đơn vị năng lượng. Cứ trong 3 giây thì máy cho cá ăn sẽ thả lần lượt 5 viên thức ăn. Như vậy là chúng ta phải có một nhân vật nữa là nhân vật viên thức ăn. Chúng ta có thể vào chọn một nhân vật và vẽ một viên thức ăn. Chúng ta chỉ cần vẽ đơn giản là một hình tròn màu vàng. Và chúng ta đặt tên là thức ăn. Thức ăn của chúng ta sẽ có kịch bản như sau. Cứ 3 giây trôi qua thì chúng ta đồng nghĩa với việc là chúng ta phải đợi 3 giây. Cứ 3 giây thì tạo thành 5 viên thức ăn, đúng không? Có nghĩa là chúng ta lặp lại 5 lần. Lặp lại 5 lần của tạo bản sao của bản thân tôi. Mỗi viên thức ăn rơi cách nhau 0,1 giây thì có nghĩa là chúng ta phải đợi 0,1 giây. Đợi 0,1 giây thì mới tiếp tục tạo ra một viên thức ăn mới. Ở đây là 3 giây. Đúng không nào? Điều này thì diễn ra là liên tục, vì vậy chúng ta phải chọn hàm liên tục và chọn sự kiện khi bấm vào lá cờ. Đó. Ở đây sẽ là cứ 3 giây trôi qua thì máy cho cá ăn sẽ tạo lần lượt 5 viên thức ăn. Mỗi viên rơi cách nhau 0,1 giây. Tiếp theo, mỗi viên thức ăn sẽ rơi ngẫu nhiên từ cạnh trên xuống với tốc độ 2 bước. Có nghĩa là khi tôi bắt đầu là một bản sao, thì tôi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một vị trí bên trên. Khi tôi bắt đầu là một bản sao, thì vị trí mà tôi bắt đầu xuất hiện sẽ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên từ trên xuống. Từ trên xuống thì mình sẽ cho tới điểm là y của mình thì sẽ là một điểm cố định, chẳng hạn là khoảng 160 chẳng hạn. Nhưng mà x của chúng ta thì sẽ phải lấy ngẫu nhiên, đúng không? Vì là rơi ngẫu nhiên mà. Thì x của chúng ta sẽ phải là lấy ngẫu nhiên. Lấy ngẫu nhiên ở đây thì chúng ta sẽ cho suốt dọc chiều ngang của màn hình thì chúng ta sẽ cho từ âm 240 tới 240. Viên thức ăn của chúng ta sẽ liên tục rơi từ trên xuống, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục chọn điều khiển liên tục này. Rơi từ trên xuống thì sẽ vào phần chuyển động và thay đổi y một lượng là âm 2. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong kịch bản. Cứ trong 3 giây thì máy cho cá ăn sẽ thả lần lượt 5 viên thức ăn rơi ngẫu nhiên từ cạnh trên xuống với tốc độ 2 bước, mỗi viên rơi cách nhau 0,1 giây. Tiếp theo, nếu chú cá ăn được viên thức ăn thì giúp chú tăng lên một đơn vị năng lượng và viên thức ăn biến mất. Chú cá ăn được một viên thức ăn có nghĩa là viên thức ăn chạm vào chú cá, tăng lên một đơn vị năng lượng thì là thay đổi năng lượng một lượng là một, và viên thức ăn biến mất thì chúng ta sẽ xóa bản sao này. Do đó chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra này. Trong quá trình liên tục rơi thì chúng ta sẽ liên tục kiểm tra. Nếu mà đang chạm vào cá thì chúng ta sẽ thay đổi năng lượng một lượng là một, và viên thức ăn biến mất thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ xóa bản sao này. Rồi chúng ta tiếp tục giải quyết này. Nếu viên thức ăn rơi chạm cạnh đáy phía dưới thì sẽ biến mất. Rơi chạm cạnh đáy phía dưới có nghĩa là nếu đang chạm cạnh thì biến mất, đúng không? Thì chúng ta tiếp tục giải quyết là kiểm tra. Nếu mà đang chạm cạnh thì vào phần cảm biến này, lấy chọn đang chạm này, chúng ta chọn chạm cạnh này và tiếp tục xóa bản sao này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng cái viên thức ăn ban đầu của chúng ta sẽ luôn hiển thị, vì vậy chúng ta phải thêm một cái lệnh nữa, có nghĩa là khi bắt đầu thì chúng ta ẩn đi.
Và khi tôi bắt đầu là một bản sao thì hiện lên. Trò chơi kết thúc khi nếu chú cá đạt 100 đơn vị năng lượng thì thông báo bạn nuôi cá thật giỏi. Nếu chú cá còn không đơn vị năng lượng thì thông báo bạn cần cố gắng lần sau. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi thêm hai phần nhân vật nữa. Một nhân vật chúng ta sẽ vẽ là bạn nuôi cá thật giỏi. Đây chúng mình đổi lại cái màu khác cho nó dễ nhìn. Đổi màu đỏ chẳng hạn. Bạn nuôi cá thật giỏi. To lên một chút. Rồi, nhân vật thứ hai của chúng ta. Nhân bản lên. Ở đây thì chúng ta không ghi nuôi cá thật giỏi nữa, mà mình sẽ ghi là bạn cần cố gắng lần sau. Chúng ta đổi màu cho cái này thành màu trắng đi. Đúng không? Ở đây nhân vật này của chúng ta là, chúng ta sẽ đặt là Thắng. Đặt tên là Thắng. Nhân vật này của chúng ta cần cố gắng thì chúng ta sẽ đặt tên là Thua. Ban đầu hai nhân vật này chưa xuất hiện, vì vậy chúng ta phải ẩn nó đi. Khi bấm vào lá cờ thì chúng ta sẽ ẩn đi. Và nhân vật Thắng này sẽ hiện ra khi nào? Khi mà biến năng lượng của chúng ta bằng 100. Vì vậy chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu mà năng lượng bằng 100. Nếu năng lượng bằng 100. Thì chúng ta cho hiện. Đúng không? Ban đầu thì ẩn. Khi mà năng lượng bằng 100 thì hiện. Tương tự như là Thắng thì chúng ta sẽ làm nhân vật Thua như sau. Khi mà bấm vào lá cờ thì chúng ta cũng ẩn đi. Và chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà, và chúng ta tiếp tục kiểm tra nếu mà năng lượng bằng 0. Nếu năng lượng bằng 0 thì chúng ta sẽ hiện lên. Chúng ta thấy là cái biến năng lượng của chúng ta sẽ liên tục thay đổi, vì vậy chúng ta phải sử dụng điều khiển liên tục kiểm tra. Nếu năng lượng bằng 0 thì hiện. Bên này mình cũng phải sử dụng cái phần thêm lệnh là liên tục. Như vậy là chúng ta đã lập trình xong được trò chơi nuôi cá.